nên dùng búp bê bị hỏng nào ta? Búp bê này được nè. Cắt nó và đặt thân lên giá đỡ. Cắt chỗ hở. Cho đất sét nhẹ vào và đánh dấu các bộ phận bằng dụng cụ tạo hình. Sơn nó, trang trí cho các cơ bắp, tim, dạ dày và gan. Càng chi tiết càng tốt nha. Các học sinh nhỏ đang học lại về giải phẫu. Giáo viên đang giải thích bài học hôm nay. Và cô có điều bất ngờ. Mô hình giải phẫu mới. Mở khăn ra và... Wow! Mọi người đều kinh ngạc. Nhìn thật quá đi. Kiểm tra kỹ năng của các em nha. Các em đến gần mô hình và chỉ ra vị trí của các cơ quan khác nhau đi. Đây là các lá phổi. Giỏi lắm Tim. Các em làm rất tốt. Họ có giáo viên tốt thật đó. Các em đều được điểm A cộng cho bài học ngày hôm nay. Tạo máy thở từ đồ gọt bút chì cũ nha. Lấy phần nhựa từ mắt trang trí. Cắt một phần ống tim. Giờ kết nối các mảnh bằng dây cáp. Gắn giá đỡ. Máy thở này không chiếm nhiều diện tích đâu nha. Hôm nay Trixie đi khám bệnh. Bạn bị sao nào? Mình bị ho rất nhiều. Dùng thử máy thở đi, sẽ giúp ích cho phổi đó. Cô dùng thử. Và nó thật sự hữu ích. Cô hít thở sâu vài hơi và không ho dù chỉ một lần. Thứ bạn cần lúc này đó. Hay quá. Chỉ cần thêm 5 lần điều trị nữa và bạn sẽ khỏe hơn thôi. Hẹn gặp lại nha. Wow, nhìn các ống hút này nè. Chỉ cần một cái thôi. Dán mép và thêm miệng tuyếp. Dán nhãn. Dùng nắp đóng lại. Thuốc mỡ chữa lành này sẽ giúp trị mụn đó nha. Mai rất tự hào về làn da đẹp của mình. Chúc ngủ ngon. Vào buổi sáng, có điều bất ngờ khó chịu chờ đợi cậu. Ô không, mụn khổng lồ. Mai đang hoảng sợ. Cậu kể cho ba nghe. Đừng lo, ai cũng có mụn cả. Con là thiếu niên mà. Con không muốn lớn lên đâu. Đến gặp bác sĩ và xin lời khuyên nha. Họ giải thích vấn đề với bác sĩ. Bác sĩ da liễu biết phải làm gì rồi. Tiêm mũi tiêm chống viêm nha. Ồ, con sợ tiêm lắm. Ok, ta có thể thử thứ khác. Thuốc mỡ này làm cho mụn nhọt xẹp đi nhanh chóng nè. Nghe hay đó. Bác sĩ bôi thuốc mỡ. Và đã có hiệu quả. Làn da của Mai đã đẹp trở lại. Wow, đây con có thể cần nó nữa đó. Đính các nửa hạt cườm vào băng cá nhân. Cả con nít cũng thích băng cá nhân Pop-It sặc sỡ này. Đặt vào bao bì đóng gói. Không khóc nữa, Pop-It đến giúp đỡ đây. Thomas rất thích Pop-It. Nhìn vào áo cậu bé nè. Thomas lấy Pop-It từ túi và chơi trong khi đi bộ. Ú, cẩn thận. Cậu đã va vào cột điện. Ô, đau quá. Đi bác sĩ thôi. Có chuyện gì vậy? Cột điện đã tấn công em á. Ha, để bác sĩ lo cho ha. Có thể đau một chút đấy. Giờ có thể dán lại rồi. Xấu xí quá đi. Nhưng em cần băng cá nhân mà. Bác sĩ có thứ này cho em đây. Wow, băng cá nhân Pop-It kìa. Nhìn tuyệt vời quá. Thomas rất thích thứ như thế này. Và băng cá nhân này sẽ giúp ích nếu bị thương lần nữa. Sơn vàng một phần băng gạc. Băng này sẽ giúp chữa lành xương gãy đó. Bạn bị thương ở chân à? Không sao, băng bó vàng này sẽ giúp bạn. Zoe rất thích lái xe máy. Cô nàng có thể lái trong các tư thế điên rồ. Nhưng nguy hiểm quá. Điều gì cũng có thể xảy ra. Như chú cuốn chạy ra đường nè. Zoe phanh gấp. Nhưng cô mất kiểm soát và ngã. Nè, dậy đi. Bạn là ai?
Đây là đâu? Bạn đang ở bệnh viện VIP. Lần sau bạn nên cẩn thận hơn nha. Bạn bị ngã và gãy chân, phải bó bột cho đến khi lành lại. Ôi trời, nhìn xấu quá. Để làm cho bệnh nhân giàu có vui, bác sĩ dùng băng gạc bằng vàng. Nó rất hợp với tâm trạng cô nàng. Bệnh viện sẽ làm nạn vàng sớm thôi. Nhưng giờ phải dùng xe lăn này nha. Làm búa phản xạ từ la bàn. Nó cân đối và có kích thước phù hợp đó. Dùng thử nó nha. Welcome. Người mẹ và con gái đến khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Trixie rất ghét đi khám. Kiểm tra các chỉ số nha. Đừng lo, chúng ta sẽ bắt đầu với huyết áp. Hơi cao một chút nhưng mà không sao cả. Chỉ lo lắng thôi. Tiếp theo, siêu âm nha. Hoàn hảo. Giờ kiểm tra phản xạ nha. Ồ, bác sĩ né ra. Giật mình luôn hả? Con gái bạn không sao. Hôm nay chỉ hơi căng thẳng thôi. Lấy cọ sơn móng tay. Loại bỏ phần nhựa đi. Gắn nắp trắng vào que keo nến. Thêm nhãn. Giờ làm bao bì nha. Những giọt này sẽ giúp giải quyết tình trạng nghẹt mũi. Lucy rất thích ăn kem. Phục vụ ơi, một phần nữa nha. Cẩn thận, ăn nhiều kem vậy thì có thể bị cảm lạnh đó. Ha, đúng là hoang đường. Lucy ăn thêm 3 phần nữa và cô nàng rất vui. Nhưng vài ngày sau, cô bị đau họng và sổ mũi. Bác sĩ bắt đầu kiểm tra. Bạn không bị sốt. Bạn có thể xì mũi không? Có, nhưng vẫn bị nghẹt mũi. Dùng nhỏ mũi nha. Nhỏ giọt. Giờ mũi thấy ổn rồi đó. Có thể thở được rồi. Làm như vậy mỗi ngày trong một tuần nha. Ồ, cảm ơn nha. Ta chỉ cần một mảnh cho áo lịch ngực thôi. Đặt các kim ghim vào trong. Đính kèm ruy băng đàn hồi với hình in nha. Làm áo lịch ngực dán. Nó giúp ích cho lưng của bạn đó. Mary có tư thế rất là xấu. Mẹ cô bé thấy và quyết định nhờ bác sĩ giúp đỡ. Hãy chụp X-quang xem cột sống của cô bé nha. Vâng, nó bị cong ở đây nè. Không sao, chị sẽ đưa em áo lịch ngực đặc biệt. Nó sẽ giúp bạn giữ tư thế và còn rất dễ thương nữa. Đừng quên tập thể dục nha. Em sẽ ổn thôi mà. Bác sĩ đã viết ra một số bài tập và đưa cho cô bé chiếc áo lịch ngực. Mút trang điểm sẽ giúp ích cho bệnh nhân này. Cắt một dải, làm vòng và cố định với khóa dán. Màu sắc tươi sáng sẽ làm việc chữa bệnh vui hơn. Có người quên đóng cửa sổ vào ban đêm kìa. Và không khí lạnh đã làm đau cổ. Au, chắc bị chèn ép dây thần kinh rồi, không thể xoay đầu được. Phải gặp bác sĩ thôi. Ồ, nhìn tệ quá. Nằm xuống đi, xem nào. Ok. Có đau không? Còn chỗ này. Au. Bác sĩ đã tìm ra vấn đề. Bác sĩ đưa chiếc nẹp cổ để đỡ các đốt sống. Wow. Thấy tốt hơn rồi. Yeah. Giờ mình có thể trồng cây chuối luôn đó. Gắn cái móc vít vào sợi kim sa lấp lánh. Cho kim tuyến hồng vào phần que mực cũ. Vaccine này không gây đau hay đáng sợ gì cả. Đừng lo. Bệnh nhân này đến để tiêm ngừa. Cô bé phải tiêm để đi học. Hey. Nhưng khi y tá lấy ống tiêm. À, cứu. Nhưng mẹ cô bé đã xoa dịu và đánh lạc hướng. Sau đó bác sĩ tiêm vaccine vào. Cô bé không cảm nhận được luôn. Vậy thôi hả? Hóa ra tiêm không đau gì cả. Em đã vượt qua nỗi sợ hãi rồi. Giỏi lắm.